rượu Mao Đài, không tốt với cơ thể. Không ngờ hiệu quả của thuốc quá mạnh, vừa nuốt xuống thì nhiệt độ cơ thể anh ta đã tăng lên như sắp 300 độ tới nơi, nóng quá, nóng quá. Đứng trơ ra đó làm gì? Mau cởi ra cho tôi. Nhưng khi anh ta vừa tiến tới, sắc mặt nữ y tá liền biến đổi. Đại lang bị dọa cho hết hồn, anh ấy xoay người qua hướng khác thì cũng phát hiện ra trong phòng đầy người như ma vậy. Đừng lại đây, tôi sợ rồi, tôi sợ thật rồi. Giấc mơ đẹp biến thành ác mộng, nguyên nhân đó là 12 giờ đêm mấy hôm trước, vì để chứng tỏ mình dũng cảm, đại lang chạy đến phòng học ma, ghi hình lại phát thanh. Thấy không, xích tay này, hôm nay tôi khóa mình lại ở đây, có giỏi thì tới đây đi. Anh ta vừa bật đèn pin lên, thì từ trần nhà có một đôi chân dài thò xuống. Theo như mọi người giới thiệu, đây là một chị học sinh treo cổ tự vẫn khóa của khóa 12 trong trường. Ồ, là màu đen. Ngay sau đó, một đám thây ma nối nhau như rết đi ngang qua trước mắt, giống như sâu trả cá vậy. Chạy mau. Sau đó, một bạch cốt tinh xuất hiện. Cô em đi đâu vậy? Nhưng vẫn chưa hết. Rượu nhà ai phun ra vậy? Sao nồng quá vậy? Đây không phải là nước tiểu, đây chỉ là nước thôi. Gan của đại lang có to nữa, thì lúc này cũng bị dọa cho chịu không nổi rồi. Ai có dao không? Giúp tôi mở xích tay ra với. Không ngờ những con ma cảm nhận được, liền cho rửa thiêu cháy cả phòng học. Chỉ cần cháy tới 1538 độ C, thì mắt xích bằng sắt sẽ tan chảy ra thôi. Lần này thì đại lang xém tí nữa là mất cả ngón tay cái. Đúng là khùng mà. Đàn ông dũng cảm nơi chiến trường, nhảy vào lửa cũng không từ, cuối cùng anh ta cũng bị thiêu chết. Nhưng việc này rất nhanh đã lan truyền hết cả đại học Mã Gia Thuần. Nhưng không ai ngờ được rằng, vẫn còn có một người dám bước vào phòng học đó. Cô ấy tên là Thiên Điều Muội, là hoa khôi của đại học Mã Gia Thuần. Một post của cô ấy trên mạng liền có hàng nghìn người like, nhưng điểm thi lúc nào cũng là trứng gà. Dưới áp lực phải tốt nghiệp, cô ấy cầu xin thầy giáo dạy thêm cho mình, mà ông thầy lại chọn địa điểm dạy học là căn phòng ma đó. Nửa đêm học bổ túc, phải đủ 5 người mới bắt đầu học. Bốn cô gái bạn thân của Thiên Điều Muội miệng chào Sawadika, không vấn đề gì nha, nhưng cơ thể lại bỏ chạy. Cũng may là fan hâm mộ của Thiên Điều Muội vô số, nên dùng tiền để mua chụp mấy người cùng chụp hình thay thế bốn cô bạn để làm bằng chứng ta đây cóc sợ. Lớp học bù đúng giờ là bắt đầu và kết thúc lúc gần 12 giờ đêm. Thiên Điều nghĩ bình an rời khỏi phòng học ma đó, nhưng lại để tụt mất mấy anh chàng đi cùng đang gặp xui xẻo ở phía sau. Có một bóng đen thoát ẩn thoát hiện bay qua, tiếng bước chân vang lại không ngừng, còn có một trận gió lạnh lẽo truyền tới từ phía sau lưng. Một câu nam tên A Trạch đem điện thoại ra chụp hình lại, đúng lúc đang ấn nút chụp camera trước thì đột nhiên, đám người này thì như kiểu không cần mạng nữa, vẫn cứ an nhiên mở tiệc ăn chơi trong căn phòng học ma đó. Nhìn thì có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng trong thoáng chốc, bọn họ lập tức biến thành quỷ. Gặp phải ma, trước tiên đừng sợ gì, lấy máy ảnh ra chụp hình post lên mạng đã. Thì ra ma sợ ánh đèn, Tiểu Trạch nhanh chóng ấn nút chụp hình lia lịa. Sau đó ở giây tiếp theo, Tiểu Trạch cũng biến thành cái thây ma luôn rồi. Những người may mắn chưa bị gì thì tìm cách chạy thoát, nhưng nếu không có gì xảy ra thì sao? Không, nên có điều gì xảy ra chứ. Chạy mãi mà sao vẫn chưa thấy điểm dừng vậy? Vừa nói xong thì có bàn tay đặt lên tay cậu ta. Tôi biết ngay mà, lần nào cũng là kết cục như vậy. Anh ta bắt đầu giơ nắm đấm lên, kết quả vẫn chưa đấm, thì bị thầy giáo gọi tỉnh dậy. Này, dậy đi. Thì ra lúc nãy tất cả chỉ là nằm mơ. Vừa hay chuông tan học reo lên, Thiên Điều Muội đi trước một bước, còn ba người kia tiếp tục gáy ngủ. Nhưng vạn lần không ngờ tới, bọn họ vừa tỉnh dậy thì trong phòng đầy người đang ngồi đó. Làm sao bây giờ? Toàn ma không à? Anh mập to nhất trong đó liền nhanh trí nghĩ ra cách, qua trái 2 bước, đi thẳng lên phía trước 9 bước, qua phải 10 bước thì chắc chắn tới cửa ra. Vì để tránh nhìn mấy con ma đó, ba người chọn cách nhìn lên trên, nhưng vừa đi 2 bước thì liền gặp phải khó khăn. Tôi bị đông cứng rồi. Tôi cũng vậy. Khó khăn lắm mới tìm được cách bước lên phía trước, bọn họ lại bị tiếng kêu của điện thoại phá hỏng kế hoạch. Lúc nãy đi được mấy bước rồi. Hết cách, ba người chỉ có nước dựa vào may mắn. Đi hướng này thử xem. Nhưng ngay tại lúc bọn họ tận lực chạy ra khỏi phòng, thì phát hiện sau lưng anh mập có thứ gì đó dơ bẩn đặt lên. Ngày, ba người bị ma hù không tới học bổ túc nữa. Thiên Điều Muội ở trên lớp làm quen được một anh đẹp trai, người này tự xưng là Á Vĩ, nói muốn giúp Thiên Điều Muội học tập, cùng nhau tốt nghiệp. Cùng lúc đó, Tiểu Trạch nhìn thấy ở phía nhà vệ sinh nữ có cái bóng đi qua, lát sau lấy điện thoại luồn qua khe hở dưới phòng vệ sinh nữ chụp lại, nhưng khi leo lên nhìn thì lại thấy không có ai, trong lòng liền sợ hãi hoang mang. Con ma rơi xuống, Tiểu Trạch bị dọa cho sợ tè ra quần, không lên lớp học nữa, muốn chạy thẳng về nhà trong đêm. Người tiếp theo bị dọa ma chính là cô gái tên Tiểu Hoa. Cô gái này vừa mới chạy xuống lầu đã gặp trúng con ma ngay chân cầu thang, vừa bước chân xuống thì đầu và thân con ma di chuyển. Hình như Tiểu Hoa đã vô tình mở ra một công tắc kỳ quái nào đó, cứ mỗi một hành động của Tiểu Hoa là con ma lại chuyển động. Nhưng động tác không ổn định, suýt chút nữa là hôn môi con ma luôn. Bên kia thì Thiên Điều Muội đang giao lưu với anh chàng Á Vĩ, lại đột nhiên nhớ ra hình như mình quên gì đó. Cô ấy xoay người chạy đi, vừa mới tiến vào lớp học là vừa có tiếng chuông báo 12 giờ đêm, bỗng dưng phòng học liền thay đổi. Thiên Điều Muội muốn gọi A Vĩ giúp đỡ, nhưng ai biết được rằng A Vĩ cũng là một trong số những con ma ở đó. Anh ta sớm đã chết rồi. Khi Thiên Điều Muội mở mắt ra sau khi hôn mê, thì đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi.
ông thấy giáo thấy không giấu được nữa, cuối cùng cũng nói ra chân tướng của sự việc. Thì ra nhiều năm trước, trong phòng học này xảy ra hỏa hoạn, tất cả những học sinh đến lớp toàn bộ đều bị thiêu chết. Ông cũng là học sinh khi đó, vì trốn học nên tránh được một kiếp nạn. Nhưng người bạn thân A Vĩ thì thân chìm trong biển lửa. Vì để bù đắp tiếc nuối chưa tốt nghiệp được của người bạn, ông đã lén tổ chức lớp học bổ túc vào nửa đêm. Không ngờ rằng có thể chiêu tuyển được nhiều người bạn đã chết tới như vậy. Những con ma và A Vĩ đều không hề có ác ý gì, chỉ là muốn đi học rồi sau đó thi đậu tốt nghiệp thôi. Dù sao có được văn bằng tốt nghiệp đại học thì sau này mới có thể tìm được một công việc tốt. Những con ma còn nỗ lực như vậy, bạn có lý do gì mà không học tập đàng hoàng chứ? Bọn họ quyết định quay lại phòng học để học hành tử tế, làm bài thi. Kết quả là khi thầy giáo vừa hô bài thi bắt đầu, thì kim đồng hồ trên tường lập tức chạy như bay tới 12 giờ đêm. Cả một đoàn toàn ma bước vào phòng học, rất rõ ràng là bọn họ cũng gấp gáp muốn tốt nghiệp lắm rồi. Đèn tắt rồi thì cũng không sao cả, dùng nến điện thắp sáng lên. Tất cả đều vào chỗ của mình, người còn sống thì cũng sợ muốn chết rồi. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện ra, ngồi cạnh mấy con ma này cũng chẳng hề có gì đáng sợ cả, thậm chí còn có chút cảm thấy tội nghiệp bọn họ. Ví dụ như người này, vừa mới làm bài đã muốn treo cổ. Con ma nữ, đề này khó quá, tôi không biết làm. Tiểu Trạch nhìn thấy thế liền ra tay giúp đỡ kéo con ma này xuống. Lại thêm con ma này nữa nè, một khi căng thẳng là toàn thân bốc lửa, may là có Thiên Điều Bụi ra tay giúp đỡ. Tóm lại, ma và người còn sống, cả hai bên đều giúp đỡ nhau vượt qua kỳ thi. Cho dù người sống hay kẻ đã chết thì cuối cùng cũng đều kịp thời nộp bài thi thành công. Những con ma thì từng người nối tiếp nhau rời đi. Và cũng tới lúc A Vĩ nói lời tạm biệt với Điều Muội. Thầy giáo, nhanh lên, hết thời gian rồi. A Vĩ, mau đi ra ngoài đi. Cuối bộ phim, mấy người này cũng thuận lợi tốt nghiệp, thả những quả bóng có gắn tờ giấy ghi những hy vọng của mình bay lên. Được rồi, chuyện của hôm nay tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.